bị đòi nợ, cô gái trẻ chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an. Công an xác định, chị TNC là một trong năm đối tượng thực hiện chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an. TNC khai nhận, do vay nợ trước đó không có khả năng chi trả, bị thúc ép nên nghĩ ra cách trên. Chiều mùng 4 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng phát hiện có đối tượng vay nợ của các tổ chức tài chính. Ứng dụng vay tiền trên Internet, do chị ý không trả nợ, bị thúc ép nên đã chuyển các cuộc điện thoại sang đường dây nóng Bộ Công an. Điển hình là vụ chị TNC, sinh năm 1998 ở quận Tây Hồ, Hà Nội, một trong năm đối tượng thực hiện chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin phản ánh của cơ quan nhà nước. Theo lời khai của TNC tại cơ quan công an, do vay nợ trước đó không có khả năng chi trả, bị thúc ép nên đã nghĩ ra cách trên. Căn cứ vào lời khai và các chứng cứ thu thập, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị TNC. Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an làm rõ những trường hợp vi phạm còn lại.